Hello, xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Tôi là Trung Quang. Ngày hôm nay thì tôi đang trên cái hành trình kiến tạo để đến một cái thành phố cổ ở đây được xem là gọi là cố đô của thủ đô Hungary và nó được gọi là Esztergom. Cái tên của thành phố là Esztergom. Không biết các bạn có thể nhìn thấy được không? Đúng rồi, Esztergom. Mình cố gắng đọc như vậy, hy vọng là nó không có quá khó để cho các bạn nhận ra Esztergom. Và nó nằm cách đây khoảng chừng một tiếng đi tàu, nó tầm khoảng chừng hơn 50 cây số cách thủ đô Budapest của Hungary. Có một cái sự thuận lợi rằng là thời tiết là hôm nay rất là tốt, rất là nắng, rất là ấm. Để tôi camera cho bạn nhìn thấy bên ngoài nha. Đây chúng ta có thể nhìn thấy rất là cái ảnh thời tiết hôm nay khá là đẹp. Mặc dù nhiệt độ này mùa đông cho nên nó vẫn rất là lạnh, khoảng 2-3 độ C, nhưng mà trời còn nắng rất là ấm và ánh sáng này thì rất là tốt cho cái việc quay phim và chụp hình. Vâng, tôi hy vọng là ngày hôm nay thì tôi sẽ có một cái chuyến đi nó nhiều cái góc hình đẹp dành cho các bạn. Các bạn hãy theo chân Hoàng nhé. Rồi. Ở đây là bên trong cái con tàu các bạn. Mình mua cái vé tàu này đi Esztergom với giá là khoảng 1.000 forint, đâu đó khoảng chừng 80.000 đồng Việt Nam. Và cái chất lượng tàu này phải nói là rất là tốt đó. Rất là tốt luôn đó. Hai bên cửa sổ rất là lớn để rất là thuận tiện cho việc chúng ta quan sát. Rất là êm, không có nghe nhiều tiếng ồn nữa đó. Mình recommend đây là một cái phương tiện để cho mọi người đi du lịch giữa cái tỉnh này với tỉnh kia trong đất nước Hungary. Hình như là có tuyết rơi ở đâu đây hay sao, tôi nhìn thấy là cái đường ray nó hơi trắng trắng này, các bạn nhìn thấy để cho xem. Đây là cái view từ trên chuyến tàu của mình, nhìn ra ngoài ô rất là đẹp. Phải nói rằng là thời tiết của ngày hôm nay rất là dễ chịu. Ok, người ta kiểm tra vé tàu. Hello, xin chào các bạn. Như vậy thì tôi vừa đi xuống khỏi cái tàu sau một tiếng đồng hồ. Và bây giờ thì tôi phải tìm đường để di chuyển vào cái khu vực trung tâm của thành phố. Phải nói rằng là tôi rất là tò mò. Nào, chúng ta cùng khám phá nhé. Đây là cái nhà ga Esztergom. Nhà nhỏ rất là dễ thương. Các bạn thân mến, tôi đang di chuyển vào khu vực trung tâm của cái thành phố nhỏ này. Nói thật là mình đi trong cái trạng thái là khám phá một cách tự nhiên. Và mình cứ tin rằng là trung tâm của nó thì nằm sát bờ sông thôi, chứ cũng không biết rõ chính xác là cái khu vực nào. Rồi. Ở đây thì nó thật sự là vắng. Wow. Các bạn có thể cảm nhận được rằng là cái sự vắng lặng của tĩnh lặng của mùa đông cũng như thành phố. Ở châu Âu thì rất là nhiều cái thành phố nhỏ 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 ở khắp nơi như thế này, nó vắng lắm. Mình cứ đi thôi. Nếu như mà không có những cái xe hơi này thì chắc có lẽ chúng ta tưởng tượng đây là thế kỷ thứ 16 hay 17 gì đấy. Rất là đẹp. Wow, ở phía trước mình linh cảm đây là một cái khu vực quan trọng
Ai, nó là một cái quảng trường. Nhưng cái quảng trường này mình không biết tên gọi là gì, nhưng mình nhớ không lầm thì ở trong cái sách du lịch thì người ta cả nói là có một cái quảng trường. Và cái quảng trường này là một trong những cái điểm mà đáng để tham quan nhất. Hay là nó là đây ta? Wow, ở đây có cái hành lang, cái mái vòm này đẹp quá, đẹp đẹp luôn á. Không nghĩ là nó đẹp như thế này, đẹp lắm các bạn ơi. Wow, theo quan sát của mình thì ở đây không có nhà cao tầng nữa nhé. Ở đây chỉ có tầng trệt và tầng tầng 1 thôi, không có nhà cao tầng. Rồi ở phía giữa quảng trường này, ở phía trên cao thì tôi thấy có một người vác cây thánh giá. Xung quanh đây thì không thấy nhà thờ nhưng mà lại có cái bức tượng thánh giá ở đây. Đấy kìa, cái này phụ vàng á, đẹp quá bạn ơi. Đây, cho tôi coi cái, ở phía trên cao là có một người vác cây thánh giá này. Rồi, bây giờ chúng ta quay một vòng xung quanh này. Các bạn xem này, wow, quá đẹp luôn. Mình không nghĩ ở đây nó đẹp như vậy. Mùa đông thì các cái cây ở đây nó rụng xuống cho nên không còn thấy lá nữa. Nhưng mà cái nhà, cái mái ngói nhìn rất là cổ. Và nó được trang điểm bởi, các căn nhà đây được trang điểm bởi cái sắc màu. Chúng ta thấy nó có màu hồng, màu da cam, màu xanh, vân vân. Nhưng mà các cái màu đây nó theo cũ, nó nhạt. Đấy. Ví dụ như là cái, ở đây có màu hồng này. Đấy. Màu xanh này. Đó. Rất là đẹp luôn. Các bạn, rồi tôi tiếp tục đi thôi. Chắc chắn mình sẽ quay trở lại đây nhiều lần để khám phá. Thực sự là nó rất là đẹp luôn. Trong các cái loại hình mà kiến trúc về phong cảnh thì phong cảnh gọi là nhà phố đời thường kết hợp với kiến trúc ấy, là cái loại hình phong cảnh mà mình yêu thích nhất. À, thật sự là như vậy. Mình cứ hình dung rằng nếu như ở đây mà mùa hè thì chắc chắn là người ta sẽ ngồi ở bên ngoài rất là nhiều. Xung quanh đây là những cái, mình tin rằng là những cái quán bar hay nhà hàng. Như ở đây là một cái quán bar này. Đấy, cái chỗ như thế này mà mùa hè thì người ta ngồi ở bên ngoài rất là nhiều, rất là đẹp. Đây, có những cái bàn. Cái này là cái giống cái trống các bạn, cái thùng rượu các bạn. Nhưng mà nó được sử dụng làm như là cái bàn, cái bàn để cho khách du lịch. Đây, chúng ta nhìn lại một lần nữa cái quảng trường này, đẹp lắm các bạn. Rồi tôi sẽ tiếp tục đi, mình phải đi xuống bờ sông. Đây, cái này là như là một cái đài phun nước. Wow, ở đây có rất là nhiều cây này, cây mùa đông à, thế này không còn cái ngọn lá nào hết cả. Mình nghĩ tầm khoảng một tháng nữa thì cây nó sẽ đâm chồi rất là lại. Đây đúng là dự đoán của mình. Những cái xe như thế này là cái xe của nhà hàng, quán cà phê đó. Đó. Cái vỉa hè mà tôi đang đi đây thì chắc chắn luôn, mùa hè thì sẽ có rất là nhiều người ngồi ở bên ngoài. À, bây giờ thì nó đang là mùa cúm nữa, cho nên các bạn có thể nhìn thấy đây này, những cái cửa này nó rất là cổ, rất là đẹp lắm. Cái hoa văn của cái lá cửa, và chúng ta nhìn lên cao này, nó thật sự là đẹp lắm á. Ở đây là một cái cửa hàng, ở bên kia là một cái ngân hàng. Các bạn xem,
Cái kiến trúc này rất là cổ. Chắc mình sẽ thay cái OK, mình vừa ra khỏi cái khu vực quảng trường cổ, thì ở nơi đây nó có những cái căn nhà bên cái đường á. Mình tin rằng đây là những cái căn nhà mới xây sau này, vì những kiến trúc nó rất là mới. Đây. Thường thì những cái căn nhà xây dưới thời xã hội chủ nghĩa thì nó không được đẹp cho lắm á. Có lẽ là mình không cách xa cái cầu lắm á. Ở phía trước có một cây cầu. Đây là một cái tòa nhà cổ khác, nó rất là đẹp và nó tọa lạc ngay bên bờ sông luôn. Các bạn thân mến, như vậy thì tôi đang tiến rất là sát cái bờ sông, sát lắm nha. Mình đọc trong tài liệu thì đây chính là cái biên giới giữa hai nước ạ. Đó là không biết có phải không nha, không biết đây có phải đúng cái sông nó hay là chỉ là một cái nhánh sông. Wow, đẹp quá các bạn ơi, đẹp quá. Rồi mình phải dừng lại giây phút để mình kiểm tra xem thử có phải đây là biên giới với sông giữa hai nước không. Và bây giờ thì tôi đang đến tiếng rất là sát bờ sông Danube. Tôi tin chắc rằng đây là cái nơi mà được gọi là biên giới giữa hai nước Hungary và Slovakia. Chắc luôn. Phía trước là có một cái người bảo vệ. Và theo quan sát của tôi thì người ta vẫn lái xe hơi đi qua đi về giữa hai nước. Rồi có cả xe máy nữa. Hồi nãy tôi thấy có cả xe máy nữa. Mình chỉ cần đây là có một cái xe cảnh sát ở đây này. Estrogon Visa Austria. OK, mình chỉ cần là quay clip ở đây rồi mình quay trở về thôi, chứ mình cũng không có ý định là sang bên kia. Không biết bây giờ thì thấy xe qua về chắc là không cắm biển. Bình thường thì cái việc đi lại giữa các nước trong khối Schengen rất là tiện. Hello. Rồi. Từ đây chúng ta có thể nhìn sông Danube từ xa này. Để mình xin ông kia. Đây. Wow. Đấy, từ đây nhìn sang bên kia thì chúng ta có thể nhìn thấy được là những cái tòa chung cư xa xa này, trong màn hình chắc là các bạn nhìn không có rõ. Nhưng mà đây chính là khu vực gọi là biên giới giữa Slovakia và Hungary. OK. That is. Khó tin. Rồi, tôi phải rời khỏi đây để tôi đến cái điểm khác. Mục tiêu của tôi bây giờ là có một cái tòa lâu đài rất là đẹp ở phía trên cao kia kìa. Tôi phải đi sang đấy. Đây là máy phát điện.
cái tòa lâu đài này là có một cái vị trí nằm ngay trên một cái ngọn đồi, và từ trên cái đồi này mà nhìn xuống sông Danube rất là đẹp ạ. Sông Danube là một trong hai con sông dài nhất của châu Âu, và nó chạy thì nó đi qua 10 nước, các nước như Đức, Áo, Tiếp Khắc, Hungary, Slovakia, vân vân. Đấy, từ đây chúng ta có thể nhìn thấy được là rất là đẹp luôn các bạn. Mình muốn qua bên kia để đi xuống bờ sông. Có lẽ là mùa hè khi mà du lịch trở lại hết Covid thì mình sẽ quay trở lại đây để nghỉ vào cuối tuần. Tại vì thực chất ở đây nó không có xa nhà mình lắm, 50 cây số, đi tàu khoảng 1 tiếng. Rồi. Cái cầu rất là đẹp các bạn. Cầu này làm cho mình gợi nhớ đến cầu Trường Tiền ở thành phố Huế, quê hương của mình. Đây, con sông nhỏ nhỏ hồi nãy mình thấy ở đây. Đây là một nhánh sông của Danube. Ồ, đẹp quá các bạn ơi. Đẹp kinh khủng. Trên cao này nhìn xuống này, cái view này nó mới đẹp à. Đẹp không? Quá đẹp luôn á. Đấy, sông Danube. View bên này quá đẹp này, những hàng cây với cái tòa nhà cổ này. Đấy, góc máy này mà đẹp, đẹp kinh khủng luôn. Cái sông ở bên dưới là không có ô nhiễm nha, không ô nhiễm. Mình ở đây là có những chiếc cano nhỏ, những cano này mùa hè chắc là đi du lịch rất là tuyệt vời. Bên phải là một cái khách sạn, nhà hàng. Wow, cái lâu đài ở trên cái cao. Đấy. Giờ làm thế nào để mình leo lên được ở phía trên đồi trên cao kia? Cái lâu đài nó xây bằng đá. Có vẻ là hơi rung, mình sẽ đổi cái dòng cái chọn rung, nhưng mà chọn rung thì không dùng được âm thanh, thôi hy sinh cái âm thanh. À, tuyệt vời quá. Tôi đã lắp được cái gầy chọn rung vào rồi, giờ cứ đi thôi. Phải nói rằng là cái tòa là
lâu đài cung điện lại nằm trên cao, rất là đẹp. Nhưng mà mình đi đường này không biết có đúng hay không, mà cứ đi thôi. Giờ đứng đây mà suy nghĩ thì làm sao mà tới được, cứ phải đi thôi. Đấy. Ôi đúng vào lúc 2 giờ là tôi phải rời khỏi đây. Cái chuyến tàu cuối cùng rời đây là 2:45. Điều này có nghĩa rằng tôi chỉ còn khoảng 1 tiếng nữa thôi để khám phá cái nơi này. 1 tiếng nữa thôi, tôi phải chạy đua với thời gian. 1 tiếng rất là ít. Phố con đi bộ ở đây lọt đá chứ này. Các bạn nhìn thấy không? Ngày xưa là khi mà người ta lọt đá kiểu như thế này là nó rất là tiện cho con ngựa đi. Đấy, ngựa đi là phải có móng sắt mà đi đường mà nhặng quá thì nó trơn khó chạy. Cho nên người ta phải làm ra những cái con đường kiểu như thế này. Thì ngựa đi nó rất là tiện. Nhìn nhà cổ các bạn có thể tìm ra được nét gì đó hao hao tương đồng giữa phố cổ Hội An và nơi đây. Đây là cái gì? Đây chắc là lối đi lên rồi. Tôi cứ theo họ này. Ôi, bắt đầu đi lên các bạn ơi. Hấp dẫn quá. Quá đẹp luôn. Đây có cái thanh sắt này. Thanh sắt này để mình cầm tay vào. Mình đi lên thì xuống là an toàn. Dân địa phương này. Wow. Wow. Rất là đẹp. Tôi phải lên trên kia kìa. Đó, mục tiêu của mình là leo lên tới trên kia. Nhìn lại chút xíu xuống dưới. Ok. Mình sẽ tiếp tục leo. Hello. Nó thật. Lâu lâu được đi khám phá. Mình rất là thích ạ.
Rồi. Tiếp tục. Ba giờ cũng vậy, khi mà leo lên cao thì nhìn xuống thành phố rất là đẹp. Ngày xưa các cái tòa lâu đài thì chữ quý tộc thì hay thích xây dựng ở bên bờ sông. Đây có những cái ghế cho khách du lịch, họ có thể dừng ở đây để ngắm hoàng hôn. Tiếp tục. Wow, đẹp quá. Ở đây hết lối rồi. À, một cánh cửa. Cánh cửa. Wow. Chúng ta xem đi tiếp. Rồi, kia là du khách. Ở đây là một cánh cửa đi tiếp. Wow. Come on, Sam. Chừng làm chút xíu để ngắm. Rất là đẹp. Mình rất là thích cái kiểu nhà và cái tường đá như thế này. Nay trời nắng lên xíu rồi, quay thì đẹp lắm. Ở đây nhìn nó rất là cổ kính. Đây, đây là chính là toàn cảnh của bờ sông Donets và bên kia là Slovakia. Đây, mình phải leo lên cao xí, nhìn xuống. Wow, quá đẹp luôn. Đẹp quá. Wow. Ok. Đây, vị trí của mình đang đứng ở đây các bạn. Quá, giờ phải đi xuống này. Mình đi một vòng quanh cái lâu đài này để xem phải có cái gì mới.
Đây là một cái cánh cửa lớn này, các bạn ơi. Sao hơi lên được đây thì chắc chắn phía sau kia là có một cái cảnh cái đường đi xuống. Quá hoành tráng luôn, quá hoành tráng luôn. Ở dưới nhìn thì bé, lên đây to thế. Ở đây có một cái chữ Royal Castle, lâu đài của hoàng gia, dịch ra tiếng Việt là lâu đài của hoàng gia. Một thời ở đây chính là cái cố đô. Vậy thì đây khả năng là cái nơi mà gia đình hoàng gia đã từng sinh sống á. Mùa đông cho nên lá nó rụng mà nhìn nó rất là hay. Quá đẹp các bạn nhỉ. Đẹp quá không tưởng tượng được. Rồi, từ đây chúng ta có cái view xuống thành phố này. Quá đẹp luôn. Các bạn thân mến, như vậy thì tôi đang có mặt ở Royal Castle, lâu đài hoàng gia. Và đây chính là một trong những cái điểm du lịch rất là đẹp, rất là dễ thương của đất nước Hungary xinh đẹp. Và ngày hôm nay thì tôi cảm thấy rất là vui mừng khi mà có mặt ở đây. Và đó chính xác, đây là lần đầu tiên tôi đến đây. Và tôi cực kỳ yêu thích nó, chắc chắn rồi. Thì một ngày kia thì tôi sẽ quay trở lại đây. Và các bạn nhớ nhé, nếu các bạn đến đất nước Hungary thì đừng có bỏ qua cái điểm du lịch này. Đây là một cái nơi cực kỳ tuyệt vời. Ok, và bây giờ thì tôi đang ở cái mặt tiền. Mặt tiền quá đẹp luôn. Mình sẽ đưa camera qua đấy. Quá đẹp luôn.